Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 2 tháng 9, hãng thông tấn Nga RIA dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của Nga đã kiểm soát được làng Skuchne ở miền đông Ukraine thuộc khu vực Donetsk. Làng Skuchne nằm trong huyện Pokrovsk của khu vực này, nơi lực lượng Nga đã tăng tốc tiến công trong những tuần gần đây. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Lực lượng của họ đã kiểm soát được hai khu định cư Petiche và Vimka ở Donetsk và đang tiến sâu hơn vào các phòng tuyến phòng thủ của Ukraine. Trong khi đó, Ukraine nói rằng gần 100 trận giao tranh đã diễn ra ở các khu vực tiền tuyến trong vòng 24 giờ qua và tình hình vẫn ảm đạm. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng của họ đã tiến hành các cuộc phản công theo hướng Kharkov, Abdiivka, Donetsk, Zaporizhia và Kherson, bắn hạ tổng cộng 171 thiết bị bay không người lái của Ukraine trong cùng ngày. Trong khi đó, không quân Ukraine ngày 2 tháng 9 cho biết các lực lượng Ukraine đã bắn hạ 22 trong tổng số 35 tên lửa và 20 trong số 23 thiết bị bay không người lái tấn công do Nga phóng tới vào sáng cùng ngày. Trên ứng dụng Telegram, không quân Ukraine nhấn mạnh họ đã phá hủy 9 tên lửa đạn đạo và 13 tên lửa hành trình tại các khu vực Kiev, Kharkov, Dnipro, Pontava, Mykolaiv và Zaporizhia. Trong 3 tuần tiến hành cuộc đột kích vào Kursk, quân đội Ukraine đã đạt được thành quả chiến thuật ấn tượng khi chiếm được rất nhiều lãnh thổ Nga và kiểm soát khoảng 100 ngôi làng nhỏ cũng như bắt giữ hàng trăm binh lính của đối phương. Câu hỏi lớn nhất đặt ra là liệu những động lực của cuộc xung đột có thay đổi hay không? Liệu cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk có thể tạo nên khác biệt? Theo các nhà quan sát, điều này có khả năng xảy ra. Với Kiev, Cuộc tấn công bất ngờ trong hai tuần qua đạt được nhiều thành quả về mặt lãnh thổ hơn cuộc phản công kéo dài 6 tháng qua vào năm ngoái. Tuy nhiên, thành công dài hạn không được đảm bảo. Đầu tiên, bất chấp những bình luận từ các quan chức Ukraine, hiện vẫn không thể biết chính xác mục tiêu thực sự của Kiev ở Kursk là gì. Theo Newsweek, nếu hỏi bốn quan chức Ukraine khác nhau, thì sẽ nhận được bốn câu trả lời khác nhau. Điều ấy cho thấy, có lẽ thậm chí cả chính quyền Kiev cũng không chắc chắn được điều này. Chính quyền Tổng thống Biden dường như cũng không biết về mục tiêu đó và họ thậm chí còn không được Ukraine báo trước về cuộc đột kích này. Có một số suy đoán cho rằng, chiến dịch Kursk có ý nghĩa thúc đẩy tinh thần chiến đấu của binh lính Ukraine, nhưng việc điều hàng nghìn binh lính có kinh nghiệm chiến đấu khỏi tiền tuyến trải dài 1.000 km để mở rộng xung đột sang Nga dường như có thể phải trả một cái giá rất đắt. Nga đã phản ứng một cách rời rạc nhưng đã dần định hình lại chiến lược, triển khai khoảng 30.000 quân đến Kursk để ứng phó. Điều này có thể mất một thời gian do các ưu tiên khác trên chiến trường của Nga, như thúc đẩy tiến công ở Donetsk, nhưng chỉ cần một cuộc phản công của Nga đã buộc ông Zelensky phải đưa ra những quyết định khó khăn về việc phân bổ các nguồn lực hạn chế của mình. Thứ hai, một câu hỏi khác được đặt ra là liệu việc mở rộng xung đột sang Nga có phải là một động thái chiến thuật khôn ngoan hay không. Tổng thống Zelensky và các chỉ huy quân sự cấp cao lập luận rằng nếu Nga buộc phải chiến đấu trên lãnh thổ của mình, Moscow sẽ phải chuyển hướng nhân lực và trang thiết bị khỏi mặt trận ở Ukraina từ đó làm giảm sức ép căng thẳng dồn lên các lực lượng của Kiev trong 8 tháng qua. Tuy nhiên, Nga đã không mắc bẫy. Một số binh lính Nga được tái triển khai từ Ukraine tới Kursk, nhưng Moscow không điều động lực lượng ở các khu vực đang giao tranh ác liệt trên tiền tuyến. Cuối cùng, nếu một phần trong tính toán của ông Zelensky là thúc đẩy Tổng thống Putin đàm phán, thì ván bài Kursk đã phản tác dụng. Thay vì gây bất ngờ, buộc Moscow phải khuất phục thì nó đã gây tác dụng ngược. Các cuộc trao đổi được lên lịch giữa các nhà đàm phán Nga và Ukraine để tìm cách hạ nhiệt căng thẳng liên quan đến các cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị phía Nga đình chỉ. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố các cuộc đàm phán không thể xảy ra vào thời điểm này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã có khoảng 158 máy bay không người lái bị bắn hạ hoặc bị chặn bằng hệ thống tác chiến điện tử trong một cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine vào lãnh thổ Nga vào đêm 31 tháng 8 theo giờ địa phương. Theo một tuyên bố do bộ này đưa ra vào sáng mùng 1 tháng 9, các UAV đã bị bắn hạ trên hơn một chục khu vực ở Nga. Moscow cũng là mục tiêu của một số cuộc tấn công. Tại khu vực thủ đô và vùng lân cận, lực lượng Nga đã đánh chặn 9 máy bay không người lái. Phía Nga cũng thông báo cụ thể 8 máy bay không người lái bị phá hủy ở vùng Ryazan, 5 UAV ở vùng Kaluga, 4 máy bay UAV ở vùng Lipetsk và 3 máy bay ở vùng Tula. Khoảng 1-2 máy bay không người lái cũng bị bắn hạ trên các vùng Tambov. Smolensk, Oren, Tever và Ivanovo. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin thông tin, ít nhất 11 máy bay không người lái đã bị phá hủy hoặc bên trong vùng thủ đô trong cuộc không kích bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine. Ông cho biết hai máy bay không người lái bị bắn hạ gần nhà máy lọc dầu Moscow phía đông nam thành phố. Thị trưởng Moscow lưu ý rằng một trong những máy bay không người lái đâm vào tòa nhà kỹ thuật gây cháy. Theo quan chức thành phố Kashira thuộc vùng Moscow Mikhail Suvalov, ba máy bay không người lái cũng nhắm vào nhà máy điện Kishida. Ông cho biết thêm không có thương vong hoặc thiệt hại nào. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang trở nên phức tạp hơn khi cả hai bên liên tục điều chuyển lực lượng chiến đấu để ứng phó với tình hình chiến trường đang rất căng thẳng. Theo tạp chí Forbes, vào ngày 1 tháng 9, Ukraine đã triển khai khẩn cấp lữ đoàn Karadak, một đơn vị tấn công chủ chốt để tăng cường phòng thủ xung quanh Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng ở miền đông của nước này sau khi bao vây thành phố Avdiivka vào tháng 2, đợt triển khai này cho thấy tình hình nguy cấp trong bối cảnh các lữ đoàn Nga tiến về Pokrovsk, nơi đã trở thành điểm tiếp viện quan trọng cho lực lượng Ukraine ở khu vực Donetsk. Động thái này của Nga khiến việc phòng thủ ở khu vực này ngày càng trở nên thiết yếu hơn. Lữ đoàn Karadak gồm khoảng 2.000 binh lính đã được chuyển từ vị trí thường trực ở miền nam Ukraine sang mặt trận phía đông, được thành lập vào năm 2014 và nhiều lần tái cấu trúc, lữ đoàn này đã tham gia nhiều trận chiến dữ dội vào năm 2022 và được trang bị vũ khí hạng nặng, bao gồm cả xe tăng T-64. Lữ đoàn Karadakh là minh chứng cho sự chuyển đổi của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine từ một lực lượng bán quân sự thành một đơn vị hoạt động gần giống với các lữ đoàn của quân đội chính quy. Bất chấp sự tăng cường lực lượng của Ukraine, tình hình tại Pokrovsk vẫn rất căng thẳng khi lực lượng Nga tiếp tục tiến về phía khu vực này với sự hỗ trợ của pháo binh hạng nặng và các cuộc không kích. Nga đã chiếm được một khu định cư quan trọng và giành thêm được nhiều vùng đất mới ở khu vực phía đông Donbass, đe dọa các tuyến phòng thủ của Ukraine. Hãng tin Forbes chỉ dẫn lời chuyên gia quân sự người Nga Yevgeny Norin lưu ý rằng một số đơn vị Ukraine vẫn ở trạng thái dự bị và chưa được triển khai tối đa cho cuộc chiến ở Pokrovsk quyết định phân bổ nguồn lực cho các cuộc tấn công ở Kursk đã đặt ra câu hỏi về ưu tiên chiến lược của Ukraine khi phải đối mặt với nguy cơ làm suy yếu khả năng phòng thủ ở Pokrovsk. Roman Ponomarenko, một sĩ quan của lữ đoàn đặc nhiệm số 12 Azov thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine, gần đây đã tuyên bố rằng tình hình ở tiền tuyến Donetsk đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Theo sĩ quan này, hiện tại có vẻ như mặt trận ở Donbass đã sụp đổ. Ông nói rằng khả năng phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine đang mất tổ chức với tình hình là binh lính kiệt sức, suy yếu và nhiều đơn vị đã mất đi tinh thần chiến đấu. Những binh sĩ được điều động tăng cường cho mặt trận thường thiếu kinh nghiệm và thiếu tinh thần chiến đấu, làm phức tạp thêm tình hình. Ông Ponomarenko cho biết, quân đội Nga dù đã chịu tổn thất nhưng vẫn duy trì được lợi thế về số lượng và nguồn cung cấp đạn dược gần như không giới hạn. Vị sĩ quan này nhận định, cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp diễn và lực lượng Ukraine không thể ngăn chặn vào lúc này. Ông Ponomarenko nhận định rằng, sự hiện diện của Ukraine tại tỉnh Kursk không phải là lý do chính cho thất bại tại Donetsk. Cùng ngày, các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại thủ đô Washington của Mỹ chỉ ra rằng hoạt động của Ukraine tại tỉnh Kursk đã gây áp lực lớn lên phía Nga, buộc Moscow phải tái điều chỉnh chiến lược. Một số nguồn tin cho thấy các đơn vị dự bị của Nga, bao gồm các đơn vị thuộc lữ đoàn súng trường cơ giới số 15, đã được tái triển khai từ mặt trận Pokrovsk đến Kursk nhằm đối phó với cuộc tấn công của Ukraine. Quyết định này cho thấy Nga đang điều chỉnh lực lượng trên các mặt trận khác nhau và thay đổi kế hoạch tác chiến để duy trì ưu thế tại các khu vực chiến lược. Các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết thêm, Việc Nga điều chuyển một số lực lượng dự bị từ các khu vực có mức độ ưu tiên thấp hơn, chẳng hạn như phía bắc của Kharkov và phía tây Zaporizhia đến Kursk, thay vì điều động lực lượng từ các mặt trận tấn công quan trọng như Pokrovsk, là một sự rủi ro. Việc tái triển khai này có thể không đủ để tạo ra tác động ngay lập tức đến tình hình tại các mặt trận quan trọng. Bên cạnh đó, vẫn chưa rõ liệu Nga có tiếp tục điều thêm lực lượng dự bị để đối phó với các cuộc tấn công của Ukraine hay không.